Đón đầu những cơ hội từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa được ký kết ngay trước Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã tích cực trong các hoạt động kêu gọi đầu tư nhằm hợp tác với các đối tác nước ngoài để gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các sản phẩm xuất khẩu. Nhằm xúc tiến hợp tác liên doanh liên kết mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng Chu Lai Trường Hải, mới đây Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã tổ chức đón tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo cấp cao của 46 nhà cung cấp vật tư linh kiện cho tập đoàn Mazda Nhật Bản. Các nhà cung cấp Nhật Bản đầu năm đã đến và họ đã mang đến cái niềm tin mới cho Thaco để mà có thể là từ đây chúng ta có cái sức bật mới và có cơ hội để hợp tác mạnh mẽ hơn với các đối tác của Nhật Bản, là vốn là một cái nước rất là tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất ô tô và linh kiện phụ tùng. Tại buổi đón tiếp, các đối tác Nhật Bản đã được tham quan thực tế hoạt động sản xuất tại nhà máy và các đơn vị trực thuộc, đồng thời tìm hiểu về triển vọng và đầu tư vào khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng Chu Lai Trường Hải. Trong chuyến tham quan lần này, tôi rất ấn tượng với sự phát triển của Công ty Ô tô Trường Hải trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có sự hợp tác lâu dài. Đại diện ba bên là chính quyền tỉnh Quảng Nam, Thaco và các nhà cung cấp đã có buổi thảo luận, trao đổi thông tin về định hướng phát triển, quy mô lợi thế, các chính sách ưu đãi, cũng như triển vọng phát triển của các doanh nghiệp khi đầu tư vào khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng Chu Lai Trường Hải. Đối với khu kinh tế mở Chu Lai, trong những năm qua thì cũng đã có những cơ chế đặc biệt, đặc thù của chính phủ cho tỉnh Quảng Nam áp dụng. Ngoài ra thì tỉnh Quảng Nam cũng tạo một cái điều kiện hết sức và thuận lợi cho nhà đầu tư để đầu tư trên cái địa bàn tỉnh Quảng Nam thông qua các cơ chế, có thể nói là giải phóng mặt bằng, tạo những điều kiện về cơ sở hạ tầng để mà thu hút các cái dự án đầu tư trên cái địa bàn của khu kinh tế Mạc Chu La. Với vị trí thuận lợi và cơ sở hạ tầng đồng bộ, quy hoạch hiện đại, khu công nghiệp cơ khí ô tô mở rộng Chu Lai Trường Hải là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, đáp ứng được nhu cầu mở rộng sản xuất, liên doanh liên kết của Thaco và các doanh nghiệp trong khu vực.